Chào anh em, chào mừng anh em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em tiếp tục lên đường phục vụ khách hàng với dòng chân loa gỗ bên em Tùng Audio đây các bác. Hôm nay thì tiện có đơn hàng, trong đó thì các phiên bản hôm nay anh em lựa chọn đây, có chân loa 43, có chân loa 63 và chân loa cao 80 cm, và có hai loại các bác nhá. Bên em thì có dòng chân loa thẳng và có dòng chân loa cong, và hiện tại thì các bác đang được nhìn thấy thiết kế của dòng chân loa thẳng đấy các bác. Và model mới bên em này, các bác nắm bắt và kiểm tra về cái model mới này bên cả em Tùng nhá. Về cái thiết kế của model mới ấy, thì cái khuôn này nó sẽ to hơn, cái bản nó sẽ to hơn model cũ một chút. Nên là em nhìn thấy cái thiết kế nó cũng rất là đẹp mắt và khỏe khoắn cho anh em để những cặp loa. Và ngày hôm nay thì tiện lên đường phục vụ khách hàng, em Tùng làm một video nữa về dòng này, và cũng thông báo lại một lần nữa về giá thành để các anh em có thể nắm bắt được, chúng ta mua được những giá tốt nhất, xả giá khuyến mại rất là hữu nghị cho anh em chơi phòng hoa gia đình, để loa với loa 20, 30, 40 rồi là 50. Cặp chân loa thấp nhất bên em đang là 43 cm, anh em nhìn thấy trên này, nay lên đường đây, giá 400.000 đồng, bao ship tận nơi tận nhà cho anh em khách hàng nhận hàng, được kiểm tra hàng, thử hàng các bác nhé. Đấy, 400.000 đồng, 43 cm. Tiếp theo nữa là cặp chân loa 63 cm, chân loa gỗ đây, cái chiều cao này chiều cao trung bình, chúng ta để loa 30 rất đẹp, 40 30 40, hoặc là anh em sử dụng những cặp loa full đấy, cỡ lớn chúng ta để đến đây thì nó rất là đẹp mắt, và vừa hỗ trợ cho việc chúng ta để loa nó chuyên nghiệp này, và vừa bảo vệ cái cặp loa của anh em tránh tình trạng chúng ta để dưới nền nhà thời gian nó hút ẩm. Và cặp 63 cm bên cả anh em đang để giá là 500.000 đồng, bao ship cho các bác nhá. Và ngoài ra thì có cặp cao hơn nữa, đó là cặp chân loa 83 cm, thì giá là 550 cho anh em lựa chọn đấy. Và model mới các bác nhìn nhá, cái bản này nó to hơn đấy, cái kích thước cái bản này nó sẽ to hơn, và cái khuôn nó to hơn cái phiên bản model cũ một chút. Đấy là chúng ta sử dụng và chúng ta để ở trong phòng hát gia đình thì nó rất là sang, rất là đẹp. Và tiếp theo nữa, đây là cặp chân đẹp nhất bên em đây, cặp chân loa gỗ cong các bạn, nó có thiết kế nhìn nó rất là hay. Khi chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là cái cặp chân này thì nó uốn theo đường lưỡi liềm đấy, chúng ta các anh em nó uốn ở mặt trước nhá. Và cặp này thì chỉ có duy nhất kích thước là 80 cm thôi, không có loại thấp hơn nữa đấy các bác, anh em lưu ý cho em. Và cặp này thì giá là 700.000 đồng, bao ship cho các anh em, có 3 vân sọc các bác nhá. Đấy, và duy nhất cái phiên bản này thì giữ được vân sọc này, và thiết kế sẽ là chân cong đấy các bác, nhớ cho em. Và hôm nay cũng lên đường phụ em khách hàng đây, 700.000 đồng, bao ship cho anh em với cặp chân loa 80 cm chân cong cho các anh em lựa chọn. Cặp chân 63 cm đây với phiên bản này, đây các bác nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ, bản to này. Đấy, bên trên cái mặt đây của nó thì chiều kích thước sẽ là 28-30 các bác nhá. Đấy, để chúng ta để loa đứng, loa nằm thoải mái các bác, để đây cho em. Bên trên thì nó có cái lúm cao su để giữ loa rồi, các anh em yên tâm. Rất nhiều bác hỏi em mà có chắc chắn hay không, thì loa em để rất là nhiều, loa 30-40 em thường xuyên để rồi, và rất là chắc chắn đảm bảo cho việc chúng ta để loa là vừa đẹp vừa sang cái phòng hát gia đình, và rất là rẻ nữa. Cặp chân 63 có 500.000 đồng thôi, cặp chân 43 em đang giới thiệu trên này góc tay trái sẽ là 400.000 đồng, bao ship cho anh em khách hàng. Nếu anh em đang có nhu cầu cần mua cặp chân loa gỗ bên cả em Tùng Audio Hải Dương, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979629336, sở hữu ngay cho mình cặp chân loa rất là đẹp, sang trọng cho phòng hát gia đình, giá cực kỳ rẻ bên cả em Tùng, chỉ từ 400.000 đồng nhá. Xin chào anh em.